phàm phu là nghiệp lực. Đây nghĩa là có thọ mạng. Thọ mạng đến, bác sĩ cũng vô dụng. Bác sĩ giỏi đến đâu, họ có thể trị bệnh, không thể trị mệnh. Nếu bác sĩ giỏi, người này thọ mạng đến, Diêm Vương sai quỷ vô thường đến bắt họ, bác sĩ kéo dài thọ mạng cho họ, như vậy Diêm Vương không phải là kẻ ngốc ư? Không có chuyện đó. Ngạn ngữ có câu, Diêm Vương bảo người canh ba chết, không dám lưu lại đến canh năm, kéo dài thêm hai canh cũng không được. Đây nghĩa là thỏa mãn và tật bệnh là hai vấn đề. Trong lúc bệnh, bác sĩ dùng sai thuốc cũng có thể khiến quý vị mất mạng. Nếu quý vị còn thọ mạng, vẫn có thể cứu sống như thường. Thọ mạng đến thì hết cách, không thể cứu sống. Người học Phật phải hiểu đạo lý này. Chúng ta ở thế gian này, việc cấp bách đầu tiên là niệm Phật. Thân thị tố có ưu điểm, không bệnh mà chết. Khi chết không sanh bệnh. Bệnh này trong Phật Pháp nói có ba nhân duyên. Thứ nhất là bệnh về sinh lý. Bệnh này nhất định phải khám bác sĩ. Bác sĩ có thể chữa bệnh về sinh lý. Thứ hai là bệnh nghiệp chướng. Oán thân trái chủ tìm đến muốn trả thù quý vị. Trong quá khứ quý vị giết họ, bây giờ họ đến đòi mạng, muốn đến báo thù. Tình hình này rất nhiều. Bệnh này bác sĩ không trị được. Đây là oan nghiệp, không phải bệnh sinh lý. Bệnh này phải giải. Oán thân trái chủ chấp nhận giải, họ sẽ ra đi. Họ đi, bệnh quý vị lập tức lành. Loại thứ ba là bệnh túc nghiệp, là tội nghiệp tạo từ trong quá khứ đến nay. Bệnh này phiền phức nhất. Không phải sinh lý, cũng không phải oán thân trái chủ, là do chính mình tạo nghiệp tích lũy mà thành. Nhưng vẫn có thể cứu chữa. Thật sự sám hối, sám trừ nghiệp chướng, bệnh sẽ lành. Có ba nguyên nhân chúng ta phải khiến bản thân không sanh bệnh. Phải hiểu điều này. Cuộc sống về sinh lý có quy củ, có thể giảm ít. Ăn uống có quy củ, thứ hai là không kết oán thù với bất kỳ ai, lúc nào cũng hóa giải đối lập với tất cả chúng sanh, đừng tạo ra đối lập. Họ đối lập với ta không đối lập với họ thì sự đối lập này không thể thành.
thành lập nhất định là song phương. Quý vị đơn phương không đối lập với người khác, nó sẽ không thể thành lập. Phải có tâm từ bi, phải có lòng yêu thương. Thường thường nghĩ đến giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, gọi là tâm đại từ bi. Hóa giải oan nghiệp. Thứ ba là khởi tâm đồng niệm, thuần tịnh thuần thiện, hóa giải tất cả nghiệp chướng quá khứ và hiện tại. Điều này có thể hóa giải tội nghiệp. Thân thể chúng ta sẽ không sanh bệnh. Trong kinh điển nói ba loại nhân bệnh. Nói rất có lý. Vậy thì tất cả pháp không rời tự tánh. Trong kinh điển Đức Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta toàn thể vũ trụ là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh điều này. Chứng thực là thật, không phải giả. Từ đó cho thấy, tu hành là tu điều gì? Khi ta thật sự hiểu rõ mới biết, tu hành là tu tâm mà thôi. Chỉ cần tâm chánh, không có gì không chánh. Nếu tâm ta lập tức xảy ra vấn đề, tâm không được lệch lạc, tâm không được tà ngụy. Tất cả lành dữ họa phước không cần đi hỏi người khác. Quý vị xem ý nghĩa này hay biết bao. Bồ Tát Pháp Tạng hỏi Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Thế Gian Tự Tại Vương Phật trả lời như thế nào? Ông hỏi bản thân ông. Ông tự tư duy, ông tự nên biết, ông nên tự nhiếp. Quý vị xem hoàn toàn ở chính bản thân Ngài. Đức Phật không dạy Ngài, đây chính là chân thật dạy Ngài. Nếu quý vị hỏi việc lớn sanh tử, muốn hỏi lành dữ hòa phước, đời sau ta đi về đâu, Đức Phật sẽ nói hỏi bản thân quý vị. Bản thân quý vị khởi ý niệm gì? Hỏi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của quý vị sẽ hoàn toàn minh bạch. Đức Phật trả lời chính là ý này. Chúng sanh trong mười pháp giới, tất cả đều là tự làm, tự chịu. Không được trách người. Trách người khác là có tội. Không ai dạy quý vị. Thánh hiền nhân dạy quý vị làm thiện. Yêu ma quỷ quái dạy quý vị làm ác. Họ dạy quý vị không tiếp nhận. Không sao. Họ dạy quý vị tiếp thu. Phật Bồ Tát dạy chúng ta hành thiện, chúng ta tiếp thu, diệt tục. Yêu ma quỷ quái dạy chúng ta làm việc xấu, chúng ta không đồng ý. Không sao. Chúng ta tiếp nhận, quý vị tự làm, tự chịu. Tuy họ dạy quý vị nhưng không thể ép buộc quý vị làm. Cho nên vẫn là tự mình phải chịu trách nhiệm. Phật Bồ Tát khuyên quý vị làm thiện, quý vị tu thiện rất tốt,
Phật Bồ Tát không bắt chúng ta cảm ơn. Vì sao? Vì tự quý vị làm. Quý vị không tự làm, Phật Bồ Tát cũng không thể cưỡng bức được. Phải hiểu đạo lý này. Bởi thế Phật Bồ Tát hóa độ chúng sanh không kể công. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh. Sau cùng nói một câu: thật sự không có chúng sanh được độ. Họ được độ là việc của chính họ. Họ chịu tu tập, chính họ độ họ. Phật Bồ Tát nói lời chân thật. Các ngài chỉ khuyên mọi người: tự quý vị giác ngộ, quý vị tự quay đầu, tự quý vị hành thiện, tự quý vị đoạn ác, tự quý vị thành tựu, toàn là tự quý vị. Nếu Bồ Tát có thể cưỡng bức chúng ta làm theo, không phải mỗi người chúng ta đều không thể thành Phật ư? Họ không thể bức ép chúng ta. Bởi vì trách nhiệm phải tự mình gánh vác, không được đùn đẩy cho Phật Bồ Tát. Tiếp xúc Phật Pháp có thể không biết. Việc dối trá này mỗi ngày đều mắc nơi miệng. Sau khi học Phật đã được sáng tỏ, thấy rõ ràng, phải kiên quyết giữ lời dạy của Như Lai, không nói dối. Ngũ giới là đại giới căn bản. Bốn giới đầu gọi là tánh tội. Không kể quý vị trì giới hay không, đã phạm là có tội. Giới cuối cùng là giá tội. Giá tội là gì? Thọ giới phạm phải là có tội. Chưa thọ giới phạm phải quý vị không có tội. Đó là uống rượu. Nó không thuộc tánh tội. Tại sao Phật đưa giới uống rượu nặng như tánh tội, liệt nó vào giới nặng? Chúng ta phải hiểu nguyên nhân. Uống rượu không có tội, sau khi say thường tạo tội nghiệp, sẽ tạo tất cả những tội giết trộm dâm dối trước đó. Tại sao đầu óc họ không còn tỉnh táo nữa? Trong A Lại Gia đã sẵn hạt giống ác, có duyên bên ngoài nó sẽ hiện hành. Nguyên nhân ở chỗ đó. Bởi thì Phật dạy mọi người không được uống rượu là để ngăn chặn việc phạm tội. Vì thế điều này gọi là giá giới. Bản thân không có lỗi, nhưng sau khi say quý vị sẽ phạm những tội khác, tội lỗi sẽ rất nặng. Thiện thần xa lánh quý vị, bởi quý vị tạo nghiệp miệng quá nặng. Quý vị xem ở trong nhà Phật, quý vị thọ tam quy, trong kinh nói rất rõ ràng, người đã thọ tam quy sẽ được 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo vệ. Phi nhân là ai? Oán thần trái chủ, yêu ma quỷ quái, không dám đến gần. Quý vị đã có thần hộ pháp, quý vị thọ một điều trong ngũ giới sẽ có năm vị thần hộ pháp. Thọ cả năm giới có 25 vị thần hộ pháp, có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo vệ. Quý vị sẽ không gặp những tai nạn. Quý vị là người, như Kinh Phật đã nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thật sự tâm thiện, hành thiện. Những oán thân trái chủ từ quá khứ, đời này đang bám trên thân, họ sẽ lánh xa. Tại sao? Không còn làm hại.
để quý vị thành tựu việc tu hành. Thành tựu của quý vị họ sẽ thơm lây. Tại sao? Tất cả những người này là chúng sinh có duyên với quý vị. Thành Phật rồi, nhà Phật thường nói Phật không độ người vô duyên. Đây là những người có duyên với quý vị, là đối tượng để độ chúng sanh. Vậy thì họ mong bạn sớm thành Phật, sớm đến độ họ, không ngăn trở quý vị. Nếu học Phật một cách giả tạo, lấy danh hiệu học Phật, phá giới phá luật, thân hộ pháp sẽ đi hết, thân hộ giới cũng đi. Những oán thân trái chủ của quý vị đều áp vào thân để quấy rầy quý vị. Họ đến báo thù. Họ không để quý vị thoải mái, thân tâm đều chịu khổ. Thân thể mang bệnh hoạn, tâm lý chịu phiền não, lo nghĩ, bức bối, thân tâm không an. Tất cả là oán thân trái chủ tìm đến. Không có oán thân trái chủ, làm gì có chuyện đó. Những chuyện nhỏ này thường xảy ra trong đời thường, tử hồ không ngày nào thoát khỏi. Chúng ta không tìm ra nguyên nhân, cho rằng thân thể không tốt, tìm thầy thuốc kiểm tra không vấn đề, rất bình thường. Tìm bác sĩ tâm lý cũng không vấn đề gì. Không học Phật không hiểu được. Khi học Phật rồi mới hiểu. Nếu chúng ta muốn giữ gìn sức khỏe, việc tu học đều bình thường, phải làm sao? Đem những công đức tu hành của mình hồi hướng để họ cùng hưởng. Họ vui vẻ liền không gây khó nữa. Quý vị dùng tâm thanh tịnh để học Phật, dùng tâm thanh tịnh tu trì, dùng tâm thanh tịnh để sống, xử lý những việc hàng ngày, đối nhân xử thế, họ rời xa ngay. Chúng ta ở trong đạo tràng, trong giảng đường, trong niệm Phật đường, thấy được bao nhiêu người niệm Phật đang nghe kinh, tinh thần ủ rũ không phấn chấn. Thấy họ thế nào? Mệt mỏi. Cho thấy họ rất đau khổ, họ không thoải mái, tinh thần không phấn chấn, đều là oán thân trái chủ. Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật, quan sát trong đời sống hàng ngày, quý vị sẽ tìm ra câu trả lời. Những ai có nhiều oán thân trái chủ, họ sống rất mệt, sống rất khổ sở. Những người nào oán thân trái chủ ít thương, họ sẽ rất nhẹ nhàng, rất hoạt bát, không thể nhìn nhầm. Gần đây chúng ta thấy một bạn đồng học đã làm một thí nghiệm ở Australia. Thân thể ông không tốt, là đệ tử Phật kiên thành, chuyên tu tịnh nghiệp. Ông mang chứng hen suyễn,
đã rất lâu, rất nhiều năm, thuốc thang thế nào cũng không khỏi. Ông cách ly với bên ngoài một tháng, khi niệm Phật mới phát hiện chứng hen này từ đâu mà có. Một oán thân trái chủ đang ở trên thân ông, bắt ông phải chịu tội này. Ông phát hiện ra, phát hiện rồi cầu Phật A-di-đà gia trì, để oán thân trái chủ này được giác ngộ, không còn làm phiền nữa, tu hành cùng với ông, lạy Phật cũng cùng lạy, niệm Phật cũng cùng niệm, nghe kinh cũng cùng nghe. Nghe được hai mươi mấy ngày, họ giác ngộ, cầu được giảng sinh, bệnh của ông liền khỏi. Mấy năm trở lại đây, thầy thuốc nào chữa cũng không khỏi. Bây giờ đã khỏi rồi, đi rồi. Ông còn một chứng nữa, khuôn mặt ông rất khó coi. Bởi thì ông nói mình có khuôn mặt của người say rượu, dùng cũng là oán thân trái chủ. Ngày xưa đắc tội, họ đến trả thù. Ông cũng dùng phương pháp này, cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ hóa giải, cầu Phật Bồ Tát tiếp dẫn người kia giảng sinh. Hai oán thân trái chủ vui vẻ đến thế giới Cực Lạc. Bởi thì hai chứng bệnh của ông mười mấy năm nay chữa trị thế nào cũng không khỏi, phương pháp phương tiện này chưa đến một tháng khỏi hoàn toàn, không cần thuốc thang. Bộ phận nào trên thân thể chúng ta đào đựng khó chịu, có vấn đề, chắc chắn là có oán thân trái chủ. Chúng ta không thể phát hiện, nhưng trong tâm chúng ta đã thấy rõ, biết được, nên phải đánh động, phải khuyên nhủ mọi người chúng ta phải hòa giải. Ngày trước chúng ta đã sai, phải thừa nhận, phải sám hối, phải làm mới, phải phát thệ nguyện lớn, khuyên nhủ oán thân trái chủ. Chúng ta nên tạm buông bỏ những ân oán ngày xưa, cùng nhau tu hành. Tôi lạy Phật, anh cũng lạy Phật. Tôi tụng kinh, anh cũng tụng kinh. Tôi niệm Phật, anh cũng niệm Phật. Mọi người cùng nhau cầu sinh tịnh độ. Trong thời đại ngày nay, nói chung quỷ thần dễ độ hơn người, bởi vì quỷ thần biết khổ, con người chưa biết, vậy thì quỷ thần dễ nghe lời. Bệnh tật chúng ta được giảm nhẹ rất tốt, nhưng người ta được đến thế giới Cực Lạc đi làm Phật. Chúng ta đừng bao giờ coi thường những oán thân trái chủ này. Quý vị thấy khi họ vướng vào thân phận đó, họ thành tựu nhanh hơn chúng ta. Chúng ta không bằng họ. Chân tướng sự thật này không thể không hiểu được. Bởi thì chúng ta không những không khinh mạng mọi người, mà còn đối xử với lòng chân thành cung kính, đối xử với những động vật nhỏ bé
cho đến những loài côn trùng đều không được coi khinh. Tu những gì tu tâm chân thành cung kính, thậm chí đối với cỏ cây hoa lá, với núi sông rừng bể, với tất cả quỷ thần, chỉ với một lòng chân thành cung kính, chỉ một ước mong khuyên mọi người cùng nhau niệm Phật cầu sinh tịnh độ, đó mới là tâm tốt. Tâm như thế mới khiến quý vị không gặp những tai nạn. Tâm đó mới hóa giải được tất cả oán kết đã kết với tất cả chúng sinh trong quá khứ, đời nay tất cả đều được hóa giải. Phật Bồ Tát đã giúp một tay. Nếu bản thân chúng ta không chịu quay đầu, không biết hối lỗi, cho dù Phật Bồ Tát có từ bi cũng không thể cứu được. Vấn đề đó mới gọi là nghiêm trọng, không giúp được. Chúng ta muốn Phật Bồ Tát giúp chúng ta, bản thân chúng ta phải giúp mình trước. Đầy đủ tất cả điều kiện, Phật Bồ Tát tự nhiên đến giúp. Bởi thì phá hoại tăng đoàn, suy rộng ra là phá hoại việc tốt người khác, đều là những tội lỗi nghiêm trọng, nghĩa là đã kết ân oán nặng nề với người khác. Nếu không thể bao dung, so đo tính toán, thì sẽ rất khó thực hiện. Tâm Bồ Đề của quý vị không thể phát được. Người xưa thường nói, lòng rộng thì phúc nhiều, quý vị quả nhỏ mọn thì phúc không thể nhiều. Đại trí, đại huệ, đại phúc, đại đức, tất cả những thứ này vốn có sẵn trong tự tánh. Bây giờ trở thành như thế này đi, không thể không tỉnh ngộ. Mê ngộ đều do một niệm. Niệm này là buông bỏ hay không thể buông bỏ? Không buông bỏ là mê, buông bỏ là ngộ. Giác ngộ thì trí huệ hiện tiền, đức năng hiện tiền, phước báo hiện tiền, đấy gọi là tự tại. Hầu như những người học Phật đều hiểu rõ, tập khí nghiệp chướng của mình nặng nề, rất muốn tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng nguyên nhân tại sao nghiệp chướng không thể tiêu trừ? Vì mỗi niệm đều nhớ đến nghiệp chướng của mình, nhờ tập khí của mình. Vì thì tập khí nghiệp chướng của bản thân họ chỉ tăng thêm chứ không thể tiêu trừ. Khi nào mới tiêu trừ? Lúc nào mình không nhớ nghĩ nữa, quên những thứ đó đi. Mỗi niệm đều nghĩ đến Phật A-di-đà, chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà thì tiêu được tội nặng trong 80 ức kiếp sinh tử.
không còn nghĩ đến nghiệp chướng nữa, thì nghiệp chướng tự tiêu trừ. Đạo lý là ở chỗ này. Đến lúc cấp bách, đang gặp tai nạn, đang mang bệnh tật, luống cuống lật đật, quên cả vọng niệm, danh hiệu Phật cũng không nhớ, lúc đó sẽ như thế nào? Mỗi niệm đều làm tăng thêm nghiệp chướng. Nên biết rằng mỗi niệm đều tăng thêm. Nói cách khác, mỗi niệm đều đến gần với ác báo. Vì sao vậy? Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiền nói rất rõ, không có quả phúc, tất cả đều do mình tự chuốc lấy. Trong kinh Đức Phật dạy, đến lúc đó thì quên sạch. Cả đời học Phật đến lúc đó không lợi ích gì, chỉ có phiền não nổi lên. Đến lúc đó còn oán hận trời đất, thậm chí oán hận cả Phật Bồ Tát. Tội nghiệp càng nặng thêm. Tội chướng lúc đó biến thành nghiệp địa ngục vô gian. Những người đệ tử của Phật do không thấu hiểu kinh điển, hộ trì Phật pháp nhưng lại kể công, sao lại gặp nhiều tai nạn thế này? Hay Phật Bồ Tát không linh, Phật Bồ Tát không phù hộ mình? Đây là do không thông hiểu nên không lý giải được giáo pháp. Trong kinh điển xác thực, chư Phật Bồ Tát có thể cứu độ tất cả chúng sanh, lìa khổ được vui. Nhưng chúng sanh đã hiểu sai những lời dạy trong kinh điển. Tự mình đem tai nạn đến cho mình, mà lại oán trách trời đất. Làm sao như thế được? Phật có dạy quý vị làm thế đâu. Ngài dạy chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải tai nạn, dạy chúng ta buông bỏ, dạy chúng ta bố thí. Bố thí là buông bỏ, bố thí là xả. Xả điều gì? Xả bỏ tai nạn. Xả bỏ sinh tử, xả bỏ bệnh tật, xả bỏ lục đạo luân hồi, xả bỏ mười pháp giới, thì quý vị sẽ thành Phật. Mỗi niệm quý vị không buông bỏ được thì phiền não càng lớn. Thật sự luân hồi là thứ rất đáng sợ. Nếu quý vị thấu hiểu được luân hồi thì quý vị biết luân hồi là một chiếc bánh tròn. Cuộc đời mỗi con người, bất luận có mối quan hệ tốt như thế nào, thì chuyển kiếp cũng không còn nhớ nữa. Có thể đều điên đảo hết.
ông bà tổ tiên nhiều đời có thể trở lại làm con cháu của chúng ta. Đó là trường hợp rất thường gặp. Thậm chí tạo nghiệp ác, họ còn đọa lạc làm súc sinh, làm vật nuôi trong nhà quý vị. Mắt phàm chúng ta không thể nhận biết được. Vì thị oan oan tương bao trong sáu đường không lúc nào ngưng, đời đời kiếp kiếp phải gánh chịu. Làm thế nào vượt ra được? Làm sao thoát ra được? Trong rất nhiều pháp môn thì pháp môn tịnh độ là thù thắng. Tuyệt vời nhất là một câu danh hiệu có thể giải quyết tất cả những vấn đề này. Tại sao chúng ta không niệm? Tại sao chúng ta niệm lục đạo luân hồi? Nói cho quý vị rõ, tất cả các tạp niệm đều là luân hồi trong sáu đường. Có thể gọi không thể tìm thấy chánh niệm trong thế gian này. Chánh niệm trở thành hữu danh vô thực. Xã hội hiện nay niệm danh hiệu Phật A-di-đà là chánh niệm. Ngoài niệm này ra không có một chánh niệm thứ hai. Ngày xưa còn, chứ bây giờ không có nữa. Quý vị hãy để ý xem xét, thể nghiệm. Khi không niệm Phật, tâm ta sẽ nghĩ đến thứ gì, nhớ cái gì? Quý vị cố gắng suy nghĩ thật kỹ, những thứ quý vị nghĩ nhớ tương ứng với thứ nào? Đã hiểu được chưa? Mỗi niệm đều là luân hồi, mỗi niệm đều nghĩ đến những ân oán trong sáu đường, quả báo đắp đồn. Quý vị chỉ nghĩ được chừng đó. Sức mạnh này rất hùng dũng, vì thời gian nghĩ đến những thứ này của quý vị khá nhiều, mà thời gian niệm Phật không được bao nhiêu. Danh hiệu Phật không địch nổi nghiệp lực. Đây là điều chứng minh tại sao công phu của chúng ta không đắc lực. Đến cuối đời quan niệm tổ ngã bệnh, sáu tháng trước khi mất, mỗi ngày ông niệm 14 dạng danh hiệu Phật, nỗ lực niệm Phật, buông bỏ tất cả. Trong thời gian nửa năm đó, ông đã giảng sanh. Một người có đức độ, có tâm tu hành như thế, đến cuối đời vẫn nỗ lực không ngừng. Mới được giảng sanh. Huống gì những người phàm phu bình thường.
Ông là một tấm gương cho tất cả những người bình thường như chúng ta. Có thể nói khoảng thời gian 6 tháng cuối đời, 180 ngày, đã đủ để buông bỏ tất cả, một lòng chuyên niệm, thì chắc chắn sẽ được giảng sanh. Tấm gương đó đã chứng minh cho chúng ta. Vì thế một niệm tâm thanh tịnh nhất định được nuôi lớn trong hàng ngày. Cần phải nuôi dưỡng, buông bỏ, buông bỏ tất cả. Tôi cũng đã nói nhiều lần, cảnh tỉnh những người cùng tu. Tiền tài mang trên người là của chúng ta, không mang theo người thì không phải là của chúng ta. Đừng nên mang theo trong lòng. Áo quần mang trên người là của chúng ta, không mang trên người là không phải của chúng ta. Chẳng phải quý vị không phải lo lắng rồi sao? Căn phòng này, hôm nay tôi ngồi đây thì nó là của tôi. Bước ra ngoài cổng thì nó không còn là của tôi nữa. Nên thường quán tưởng như vậy thì quý vị có thể buông bỏ được. Buông bỏ rồi thì tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền. Khi tâm thanh tịnh hiện tiền thì không khó để tìm nhất niệm. Chắc chắn sẽ tìm được nhất niệm. Vậy nhất niệm là gì? Đó là chân tâm. Quý vị đã tìm lại được chính mình, tìm lại được tự tánh Phật của chính mình. Tự tánh Phật chính là Phật A-di-đà. Ai là người không phải A-di-đà Phật? Mỗi người đều là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là gì? Phiên danh từ này thành chữ Hán, quý vị sẽ hiểu ngay. Vô lượng giác. Tiếng Phạn, chữ A, dịch là vô. Di-đà là lượng. Vô lượng. Phật dịch là giác. Ai không phải là vô lượng giác? Mỗi người đều có. Phật A-di-đà không phải là một danh xưng để gọi riêng cho một ai, mà là của ba đời mười phương. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai, là thông hiệu của tất cả chư Phật. Tất cả các đức Phật đều có thể xưng Phật A-di-đà. Niệm một câu danh hiệu Phật, tức là niệm được A-di-đà Phật trong tự tánh. Chúng ta thấy Thái Thượng Lão Quân của Đạo Giáo đã nói tới 100 thứ bệnh, và cũng nhắc tới 100 món thuốc. Chúng ta hãy xem những căn bệnh ấy chúng ta có vướng phải hay không. Trước hết nói tới 100 thứ bệnh. Thứ nhất là hỷ nộ vô thường là một bệnh. Chúng ta có phạm phải hay không? Hỷ nộ vô thường.
Nếu phạm phải thì phải có tánh cảnh giác. Bệnh ấy là gì? Là nguyên do khiến chúng ta nhiễm bệnh. Phàm là người ngã bệnh thì là không bình thường, đúng mực, chẳng thể không chế tâm tình. Bản thân chúng tôi đã chính mắt trông thấy một trường hợp. Trong quá khứ, Hàn quán trưởng hộ trì chúng tôi 30 năm. Con gái bà ta 28 tuổi qua đời, để lại hai đứa con thơ. Nửa năm trước, khi bà qua đời, bèn hỷ nộ vô thường. Trước kia bà ta chẳng như vậy. Do vậy bèn nói đây là điềm báo bệnh tật nảy sanh, tỏ lộ tâm tình đặc biệt nóng nảy, bột chột. Nếu chúng ta có tình hình ấy, cần phải đi khám sức khỏe. Người học Phật phải nên bình lặng, nên niệm Phật hiệu cho nhiều, lạy Phật cho nhiều, hòng tiêu nghiệp chướng. Thứ hai, quên nghĩa hám lợi là một bệnh. Lợi là thứ con người hiện thời ắt phải tranh giành. Không chỉ chớ nên tranh, mà còn phải suy nghĩ ta có nên giữ lấy món lợi đó hay không. Nếu đáng nên được thì có thể lấy, chẳng đáng nên được thì đừng nên lấy. Vì sao? Nếu quý vị đọc Liễu Phàm Tự Quân sẽ biết. Trong Liễu Phàm Tự Quân có nói, trong cuộc đời của bất cứ một ai, một miếng ăn một hớp uống không gì chẳng được định sẵn. Nói cách khác, trong mạng quý vị có, chắc chắn quý vị sẽ đạt được. Chỉ là thời gian có sớm hay muộn khác nhau. Trong mạng chẳng có, quý vị nghĩ trọn mọi phương cách vẫn chẳng cầu được. Nếu cầu được, quý vị chẳng ngã bệnh thì cũng có tai nạn xảy đến. Nói cách khác, quý vị chẳng có cách nào hưởng thụ, do chẳng có số mạng ấy. Những chuyện này đều bày ra trước mặt chúng ta. Nếu chư vị chú tâm quan sát, sẽ quả nhiên đại ngộ. Lúc tôi mới xuất gia, tôi vừa xuất gia bèn bắt đầu giảng kinh.
ở Đài Bắc có một người, cũng có thể coi như là bậc đại phú trưởng giả, nay ta gọi là xí nghiệp gia, tại núi Dương Minh cất một tòa biệt thự lộng lẫy, dựng một căn biệt thự. Tôi từng ở nơi đó một ngày, vì người thân thích của ông ta dẫn tôi đi chơi nên ở đó một ngày. Sau này tôi nghe nói vị xí nghiệp gia y qua đời, qua đời khi tuổi đã rất cao. Nghe nói suốt đời ông ta cũng chỉ ở trong tòa biệt thự ấy một tối. Bình thường cũng chẳng có ai đến. Họ dùng ba người đầy tớ trong nom tòa biệt thự, quét dọn sạch sẽ. Ba người ấy hưởng phước ở đó, sống nhiều năm ở đó. Quý vị thấy, suốt đời ông ta chỉ ở một hôm. Quyền sở hữu tài sản thuộc về ông ta, nhưng quý vị thấy ông ta chẳng có cách nào hưởng phước. Ba người hầu có quyền sử dụng, họ hưởng phước. Đó là do mạng vận đã định. Chuyện như vậy có thể thấy khắp mọi nơi trên cả thế giới. Cổ nhân nói rất hay, cả đời đều là mạng, nửa điểm chẳng do người. Cần gì phải khổ sở như vậy? Quý vị là một cá nhân, toàn là do tham dục, dục vọng chi phối. Xây một tòa biệt thự to như vậy, nhưng chẳng có thời gian để hưởng thụ. Suốt đời chỉ ở có một ngày. Tôi tin tưởng còn có những người suốt cả một đời cũng chưa ở một ngày. Sao mà khổ thế? Sao không dùng món tiền đó để làm một ít chuyện tốt, giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn? Họ chẳng nghĩ tới điều này. Công đức giúp chúng sanh khổ nạn có thể mang đi được, chứ tòa biệt thự ấy đâu thể mang theo. Đức Phật có trí huệ, thường xuyên cảnh tỉnh chúng ta. Chuyện có thể mang theo được thì làm nhiều, chuyện chẳng mang theo được chẳng cần làm. Do vậy chúng ta hãy nghĩ, điều gì có thể mang theo, điều gì chẳng mang đi được. Trong thế giới hiện thời, chuyện tốt đẹp bậc nhất là gì? Chuyện tốt gì vậy? Dạy hết thảy chúng sanh làm người tốt, đấy mới là chuyện tốt lành to lớn nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật thực hiện suốt đời. Kể từ sau khi Ngài khai ngộ, liền giảng kinh dạy học, khuyên người khác không chỉ làm người tốt, mà còn là người tốt nhất trong những người tốt. Làm Phật, làm Bồ Tát. Đức Phật là người tốt, đạt đến rốt ráo viên mãn, chẳng có khiếm khuyết. Bồ Tát là hữu tình chúng sanh giác ngộ, tuy phiền não tập khí còn chưa đoạn sạch, nhưng giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Ngài làm được.
Do vậy chúng ta phải lấy Phật Thích Ca làm gương. Đối với chuyện lấy bỏ, nhất định phải chú tâm cẩn thận. Sẽ coi có hợp với đạo nghĩa hay không. Nói thông thường, nghĩa là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Điều ấy có thể giữ lấy. Nếu trái nghịch tình lý pháp, chớ nên giữ lấy. Bất cứ chuyện gì, hễ có nhân, ắt có quả. Chúng ta hãy cẩn thận nơi nhân, quả báo liền thù thắng. Tránh khỏi khổ quả. Hảo sắc hoại đức là một bệnh. Bệnh này hết sức phổ biến trong xã hội hiện thời. Con người không hiểu, Thái Thượng Lão Quân coi trọng nhân quả. Quý vị thì trong ba căn bản của chúng ta có Thái Thượng Lão Quân cảm ứng thiên. Câu đầu tiên đã nói rất hay: quả phước không có cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy. Không ai cai quản quý vị, mà do chính quý vị tự mình cảm lấy quả báo. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may. Bất luận kẻ nào trong một đời đều chẳng thể tránh khỏi. Trong xã hội hiện thời, quan hệ nam nữ rất hỗn loạn. Mỗi ngày có bao nhiêu kẻ phá thai? Phá thai là sát nhân. Luật nhân quả thường cảnh tỉnh chúng ta, đó là chuyện thật. Thiếu mạng phải đền mạng, thiếu nợ phải đền tiền. Đức Phật dạy: cha con có bốn thứ duyên. Chẳng có duyên, quý vị sẽ chẳng trở thành cha con, sẽ chẳng trở thành người một nhà. Trong bốn thứ duyên ấy, thứ nhất là báo ân. Đứa con này ngoan ngoãn, dễ dạy, hiếu tử hiền tôn là nói đến báo ân. Trong đời quá khứ, quý vị có ân đối với nó. Loại thứ hai là báo oán. Kiếp trước có hiềm khích, có oán hận, kẻ ấy đến báo cừu. Lớn lên sẽ khiến cho quý vị tan cửa nát nhà. Loại thứ ba là đòi nợ. Đòi nợ xong bèn ra đi. Loại thứ tư là trả nợ. Chẳng có những duyên ấy sẽ không trở thành người một nhà. Trong kinh Đức Phật đã dạy rõ chuyện này. Người một nhà có quan hệ gì? Vì thế gia đình phải có đạo, phải có quy củ. Nếu chẳng có đạo, chẳng có quy củ, gia đình ấy bèn rối loạn.
phá thai đáng sợ lắm. Tôi nghe một đồng tu kể, không phải là người ấy, mà là một người khác. Người ấy có một người bạn, dường như đã phá thai hơn 20 lượt. Có người thông linh thấy theo sau cô ta là một bầy tiểu quỷ. Vì thế bản thân cô ta khổ chẳng thể nói nổi, thân thể hết sức tệ, bệnh tật rất nhiều. Bệnh tật là gì vậy? Bệnh tật là do oán thân trái chủ gây rối cô ta. Do vậy, người hiểu nhân quả quyết định chẳng dám làm chuyện này. Vì sao? Tương lai phải đền mạng. Quý vị đời này giết một người, đời sau phải đền mạng cho kẻ ấy. Quý vị giết hơn 20 người, phải đền hơn 20 cái mạng. Chẳng phải là giỡn chơi đâu nha. Vì thế, chuyện sát hại tánh mạng há có nên làm? Háo sắc phá thai chính là sát nhân. Tội y nặng lắm. Không chỉ là bại hoại đức hạnh, có người hiện thời chẳng nói đến đạo đức, nhưng hiểu theo lẽ nhân quả thì phải đền mạng. Quý vị có dám làm hay không? Đó là bệnh. Chúng ta thấy chứng bệnh ấy, thân thể suy bại, đau khổ khôn kham, nhưng chính cô ta chẳng biết nguyên nhân. Người mắt sáng thấy rõ ràng rành rẽ, chuyên tâm yêu thương mê mệt là một bệnh. Này chúng ta gọi chuyên tâm yêu thương mê mệt là sủng ái. Quý vị sủng ái một ai thì người ta thường nói là thiên vị. Nếu trong một gia đình quý vị yêu thương một ai đó quá lẻ, kẻ khác có phục hay không? Khiến cho người khác ganh tị, thậm chí khiến cho kẻ khác báo thù, phiền não liền xảy đến. Vì thế chuyện này rất đáng sợ. Thù ghét mong cho kẻ khác chết đi là một bệnh. Oán hận kẻ ấy, không ưa, mong cho kẻ ấy chết ngay lập tức, điều này thuộc loại oán hận. Thuộc loại nguyền rủa. Tự nhiên kết thù chuốc oán. Cổ thánh tiên hiền khuyên dạy chúng ta, người trong thế gian, oan gia hãy nên cởi gờ, đừng nên trói buộc. Oán thì phải nghĩ cách hóa giải,
chớ nên kết oán. Vì sao? Sau khi oán đã kết, sẽ oan oan tương báo, chẳng xong. Đời này là oan gia, đời sau có thể là oán cừu càng sâu. Quý vị nói có phải là phiền phức lắm không? Đôi bên đều đau khổ. Do vậy, sau khi giác ngộ, hãy nên buông xuống. Đôi bên chỉ cần một bên giác ngộ, mối oán cừu ỷ liền hóa giải. Bên giác ngộ luôn nghĩ đủ mọi cách để hóa giải. Hoặc là trên phương diện vật chất, hoặc trên phương diện tinh thần, bồi hoàn bù đắp. Chẳng còn kết oán nữa. Điều này rất quan trọng. Chẳng hạn như kẻ khác hủy bán, lăng nhục, thậm chí hãm hại chúng ta. Chúng ta gặp phải những chuyện ấy, trong tâm phải giác ngộ. Vì sao họ chẳng đối xử với kẻ khác như vậy mà làm như thế đối với ta? Người học Phật chúng ta hiểu rõ, nhất định là trong đời quá khứ ta có lỗi với kẻ ấy. Nay kẻ ấy đối đãi ta như vậy, ta cam tâm tình nguyện nhận lãnh. Chẳng có tâm báo thù, chẳng có tâm oán hận, vậy là tốt. Tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Chúng ta chẳng có oán hận, chẳng báo thù, đối phương dần dần cũng nhạt bớt. Chúng ta thấy đối phương có những ưu điểm, bèn tán thán họ. Đối phương có khuyết điểm, chúng ta chẳng phê bình. Một mực dùng thiện ý để đáp trả. Thời gian lâu sau, mối oán kết ý bị quá dài. Quyết định đừng nên báo thù, quyết định chớ nên oán hận. Phiền phức rất lớn, chẳng thể giải quyết vấn đề mà còn tạo ra tranh chấp, gieo gốc họa đời đời kiếp kiếp, sai lầm quá đổi. Chính mình bồi dưỡng những đức hạnh ấy bằng cách nào? Đọc sách thánh hiền, đọc sách Phật. Quý vị đọc nhiều sẽ có trí huệ, biết nên xử sự ra sao. Bồ Tát có trí huệ và đức hạnh như vậy thì mới có thể trong một đời hoàn toàn xóa bỏ, hóa giải nỗi bất bình của oán thân trái chủ. Từ trong vô lượng kiếp, Bồ Tát sanh tâm đại từ bi, giống như chư Phật Như Lai bỏ mình vì người.
thành tựu hết thảy chúng sanh, nêu gương tốt cho hết thảy chúng sanh, giúp đỡ người khác phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đó là trí huệ hạnh. Tham dục, phóng túng, ẩn giấu lỗi lầm là một bệnh. Tham dục đã là lầm lỗi, lại còn phóng túng thì còn gì để nói nữa. Tham lam không bờ bến, càng bị hãm sâu hơn. Có lỗi phải sám hối, phải sửa đổi, không thể che giấu. Tế là che giấu, che giấu lỗi lầm chẳng cho người khác biết, đó là bệnh. Quý vị càng tích lũy càng sâu hơn. Đầu tiên là lỗi nhỏ, dần dần biến thành lỗi to, sai mất rồi. Ta có làm lỗi, kẻ khác phê bình, đó là chuyện tốt. Vì sao? Báo đền xong. Nay đã báo đền xong xuôi, chúng ta phải sanh tâm cảm tạ kẻ phê bình. Đó là đúng. Nếu oán hận sẽ có phiền phức to lớn, đến đời sau giải quyết chưa xong. Chỗ tốt đẹp lớn nhất trong học Phật là tánh cảnh giác cao. Có tầm nhìn xa, chẳng phải chỉ nhìn một đời này, mà càng phải thấy đời sau và những đời sau đó nữa. Biết nhân quả, biết quả phước vì sao mà có. Chê người khen mình là một bệnh. Chuyện này cũng thường nảy sanh. Quan trọng nhất là bản thân chúng ta có phạm hay không, có hủy bàn kẻ khác hay không. Có tán thán chính mình hay không? Chính mình có một chút tốt lành, cứ sợ kẻ khác chẳng biết đi. Trong Phật Pháp, điều này được gọi là tự thán, hủy tha. Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Trong Bồ Tát giới, tự thán hủy tha là một trọng giới. Đức Phật nghiêm khắc ngăn cấm, chẳng chấp thuận. Đối với người khác phải tán thán. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta lễ kính chư Phật, tán thán Như Lai. Người khác có ưu điểm, chúng ta phải tán thán. Người khác có khuyết điểm,
có chỗ bất thiện. Quyết định đừng nên phê bình. Hệ có trách nhiệm khuyên răn bản thân. Thì phải làm khi nào? Khi chẳng có kẻ thứ ba trông thấy hoặc nghe thấy, bèn khuyên nhủ, chỉ dạy, khuyên lên kẻ ấy sửa đổi, ăn năn hối lỗi. Lại còn khuyên dạy tối đa là 2 lần, chớ nên 3 lần. Khuyên 2 lần không nghe thì đừng nói nữa. Nói nữa sẽ biến thành oán cừu. Điều này rất quan trọng. Hễ kẻ ấy hoan hỷ nghe người khác khuyến cáo, sau khi nghe có thể thật sự sửa đổi, quý vị hãy nên khéo chiếu cố người ấy, phải thường xuyên khuyên răn kẻ ấy, ngõ hầu kẻ ấy có thể trở thành thánh, thành hiền. Kẻ bị người khác phê bình trong tâm bực bội thì chớ nên nói nữa, chẳng cần kết oán cừu với kẻ ấy. Đó là đạo nghĩa bạn bè. Giữa các bạn học là như thế, mà giữa thầy trò cũng như thế. Thuở trước tôi theo thầy Lý học giáo, các bạn học của chúng tôi trong lớp Kim giáo đều là học tập Kim giáo, hơn 20 người học giảng Kim. Có mấy bạn học dường như từ trước đến nay thầy chưa hề tươi cười với họ, có đánh có chửi. Học trò giỏi có thể tiếp nhận đánh chửi mà vẫn cảm tạ thầy, cảm ơn thầy. Thầy thật sự dạy bảo. Còn có 2-3 vị đồng học, thầy đối xử với họ rất tốt, chẳng bao giờ nói này nói nọ. Do nguyên nhân gì? Lần đầu tiên thầy phê bình họ, vẻ mặt họ rất khó coi, rất bực bội. Từ đó về sau thầy chẳng phê bình họ nữa. Xem họ như học trò dự thính. Hoan nghênh quý vị đến nghe, tuyệt đối chẳng phê bình quý vị. Thuở ấy chúng tôi tuổi trẻ, trong tâm nghi hoặc thầy đối đãi đồng học chúng tôi chẳng công bằng. Một thời gian lâu sau thầy cũng nhìn ra. Có một hôm thầy gọi tôi vào phòng, nói rõ vì sao có những người thầy giáo huấn nghiêm ngặt khắt khe, những người ấy có thể tiếp nhận. Nếu tôi không dạy họ như vậy tức là có lỗi với họ. Vì sao có mấy đồng học chẳng thể nói, chưa bao giờ nói động tới họ, họ chẳng thể tiếp nhận, cần gì phải kết oán cừu. Tôi mới hiểu rõ, trong khi giáo học thầy cũng dạy tôi cách làm người như thế nào. Vì lẽ đó trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta xử sự đãi người tiếp vật đều phải có chừng mực. Điều tiếp theo, tự tiện thay đổi là một bệnh.
Vấn đề này cũng hết sức nghiêm trọng. Cổ thánh tiên hiền đã lập ra quy củ, chính chúng ta sửa đổi. Có phải gánh trách nhiệm nhân quả hay không? Khẳng định phải chịu. Cổ thánh tiên hiền đã lập ra những phép tắc ấy, thường được các tôn giáo hiện thời gọi là chân lý, không thể thay đổi. Tám câu đầu trong Tam Tự Kinh chính là nguyên lý và nguyên tắc giáo học của tổ tiên và cổ thánh tiên hiền đối với người sau trong suốt mấy ngàn năm qua. Có thể sửa đổi hay không? Hễ sửa đổi, toàn bộ các vấn đề sẽ xuất hiện. Tự tiện thay đổi là một căn bệnh nặng của người hiện thời. Nguyên tắc chỉ đạo giáo học cao nhất của cổ nhân là quý dĩ chuyên. Người hiện tại chẳng làm theo nguyên tắc ấy. Học quá nhiều, học quá tạp. Đặc biệt là những vị làm phụ mẫu tuổi trẻ, chẳng có kinh nghiệm dạy dỗ trẻ thơ, tâm mong con trở thành kẻ tài năng quá mạnh, hy vọng con mình có thể vượt trội kẻ khác, thứ gì cũng biết, thứ gì cũng học. Đứa bé ấy rất đáng thương. Chẳng thể chịu đựng nổi. Học hành rất đau khổ. Hiện thời chúng ta thường nghe nói học trò tiểu học tự sát. Trong quá khứ chưa hề có chuyện này. Vì sao chúng tự sát? Chúng quá đáng thương, quá khổ. Đó là gì? Lỗi lầm của cha mẹ, không biết dạy con. Thời cổ, trẻ nhỏ đi học chỉ học một môn, quý dĩ chuyên mà. Mấy ngàn năm qua đều là như vậy. Học một môn này chưa xong, chẳng thể học môn thứ hai. Nay thì có thể học đồng thời 7-8 môn. Thế thì sao? Chẳng được rồi. Cổ nhân Trung Quốc học gì cũng là học một môn. Học chu đáo một môn xong rồi mới có thể học môn thứ hai. Chúng tôi theo học Kim giáo, trong lớp dạy Kim giáo của thầy Lý, thầy quy định cũng là một môn, bảo rõ ràng cùng quý vị, các vị chắc chắn không thể học cùng lúc hai môn. Nếu nói rất khó nghe thì ý thầy là quý vị chắc chắn chẳng có sức học hai môn.
Thầy nói hết sức khẳng định. Một môn học tốt đẹp rồi, tốt đẹp đến mức nào? Phải được thầy công nhận. Thầy nói có thể thì mới được phép học môn thứ hai. Nhưng tiêu chuẩn của thầy cũng trọn chẳng nghiêm ngặt lắm, mà cũng rất khoan dung. Tiêu chuẩn của thầy là, thí dụ như học một bộ kinh, quý vị có thể lên bục giảng, thầy ngồi dưới nghe, gật đầu, được lắm, coi như thông qua bộ kinh ấy. Nhưng lúc tôi theo thầy, tôi đặt tiêu chuẩn cho chính mình. Nghiêm khắc hơn một chút. Tôi cảm thấy giảng một lần không đủ, tối thiểu phải giảng 10 lần. Tôi mới học bộ kinh thứ hai. Mười lần thì đến giảng ở đâu? Đến nhà đồng học hoặc đồng tu. Thứ hai đến nhà Trương cư sĩ. Thứ ba đến nhà Dương cư sĩ. Thứ tư đến nhà Lý cư sĩ. Đều là giảng một thứ. Tức là với mỗi bài học, mỗi tuần tôi tìm tối thiểu 3 nhà hay 4 nhà để tập giảng. Cách giảng của tôi là như vậy. Thính chung 1, 2, 3 người đều được. Học giảng mà. Số lượt luyện giảng càng nhiều càng thuần thục, quen tay hay dĩa. Không quen thì làm sao được? Do vậy tôi nói một lần không được. Tôi đặt tiêu chuẩn cho chính mình, tôi nói 10 lượt. Kinh Vô Lượng Thọ tôi đã giảng 10 lần. Lần này đặc biệt chọn giảng chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ. Do vậy, quý vị tuân thủ quy củ của cổ thánh tiên hiền định, nhất định có lợi. Nếu quý vị sửa đổi, chắc chắn sẽ nảy sinh phiền phức. Quý vị thấy, tại Trung Quốc, mấy ngàn năm qua, chẳng có ai dám sửa đổi. Tổ tiên định ra điều gì? Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, chẳng nhiều lắm. Giáo dục thời cổ nhằm dạy điều gì? Dạy 4 thứ ấy. 4 thứ ấy nhằm dạy tiêu chuẩn giáo dục làm người. Đều có thể làm được thì quý vị mới giống như con người. Ngũ luân nói về quan hệ giữa con người với nhau. Điều này rất trọng yếu, chớ nên không biết. Cha con có tình thân, vua tôi có nghĩa, vợ chồng sai khác, lớn nhỏ có tôn ti trật tự, bạn bè giữ chữ tín. Cốt lõi của nền giáo dục Trung Quốc là cha con có tình nhân, tức là thân ái. Vì thế giáo dục Trung Quốc
nhằm giáo dục tình thân ái. Những thứ sau đó như ngũ thường, tứ duy bát đức đều là tình thân ái mở rộng. Từ lòng thân ái khuếch trương, cốt lõi là tình thân ái. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lệ, trí, tình. Nhân là yêu thương con người, nghĩa là tuân theo lý, tức hợp tình hợp lý, hợp pháp. Lễ là chừng mực xử sự đãi người tiếp vật, đều phải có chừng mực, chớ nên quá lâu, mà cũng chớ nên quá bãi bùi. Nhất định phải là chừng mực. Cư xử giữa con người với nhau chớ nên vô lễ. Trí là lý trí, không thể xử sự theo cảm tình. Trong cuộc sống, công việc, xử sự, đãi người, tiếp vật, phải dùng lý trí, đừng dùng tình cảm. Phải nói đến tín nhiệm. Con người thiếu chữ tín sẽ chẳng thể tồn tại trong xã hội. Chữ tín hết sức quan trọng. Tứ duy là lễ nghĩa liêm sĩ, bát đức là hiếu đệ trung tín, nhân ái hòa bình. Cương lãnh là như vậy, do tổ tiên đặt ra, chẳng thể thay đổi. Hệ biến đổi, toàn thể trật tự xã hội rối loạn. Nhà chẳng ra nhà, nước chẳng ra nước. Quy củ của tổ tiên được thi hành tại Trung Quốc suốt mấy ngàn năm. Thái Thượng Lão Quân nói tới 100 chứng bệnh. Chúng tôi chỉ nêu mấy điều này là đủ rồi. Lại xem Ngài nói về thuốc chữa. Đối với điều đầu tiên, Ngài nói thể nhược tánh nhu là một loại thuốc. Chẳng phải là Thái Thượng Lão Quân bảo thân thể chúng ta phải suy nhược, chẳng phải là ý nghĩa đó. Nhược là đối diện với cái gì mạnh mẽ. Nếu chúng ta biểu hiện rất kiên cường sẽ không tốt. Đấy cũng là như hiện thời chúng ta nói hòa hài. Tánh tình phải mềm mỏng. Nói thật ra, trong Phật Pháp, quý vị đọc phần Tứ Đức được giảng trong Hoàng Nguyên Quán. Điều thứ ba là nhu hòa chất trực. Thể nhược nghĩa là chất trực. Đãi người tiếp vật phải mềm mỏng. Chất trực là chân thành, phải có thành ý đối với người khác, chớ nên dùng thái độ cường bạo để đối xử với người khác. Phải dùng thái độ mềm mỏng. Khiến cho người khác hoan hỷ. Nói theo cách bây giờ, trong tư thế xử sự đãi người tiếp vật, chúng ta phải biết hạ mình một chút.
Nhược có nghĩa là như vậy. Chớ nên dùng ngôn ngữ cứng cỏi, đụng chạm, ra lệnh, khiến người ta nghe rất ngứa tai. Dẫu là thuộc hạ của chính mình, nếu quý vị có thể khiêm hư, người khác sẽ thực hiện công việc tốt đẹp hơn. Kỹ nhất là lớn tiếng la lối chẳng tốt. Người khác ngoài mặt phục tùng quý vị, trong tâm không phục. Nếu quý vị có thể khiến cho trong tâm người ta cảm phục quý vị, đó gọi là tâm phục khẩu phục, sẽ thành công. Hành vi phải khoan dung, tâm hòa hoãn là một loại thuốc. Nói thật ra loại thuốc này đối với chúng ta sẽ hữu ích trong việc tu thân. Tu thân dưỡng tánh, thân tâm khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi. Loại thuốc này đều có thể giúp quý vị xã hội hòa hài, thế giới hòa bình. Nó rất tốt. Hành phải khoan, tức là khoan hậu. Hành là hành vi, phải khoan hồng độ lượng. Tâm phải hòa hài, đó gọi là hòa bình. Bình đẳng thì mới hòa. Bình là nhân, hòa là quả. Đối đãi với kẻ khác chẳng bình đẳng, chắc chắn chẳng thể đạt được hòa. Động tĩnh hữu lễ là một loại thuốc. Lễ hết sức trọng yếu. Có lễ, người khác tôn kính, kính mến quý vị. Thật sự đạt được lợi ích, người được lợi là chính mình. Sống theo nề nếp là một loại thuốc. Cuộc sống có quy luật là một loại thuốc. Đó là đường lối để sống lâu, khỏe mạnh. Gần đức, xa rời sắc là một loại thuốc. Thân cận người có đức hạnh, tránh xa sắc. Nam đối với nữ phải xa cách một chút, nữ đối với nam cũng phải xa cách một chút. Đó là thuốc. Trừ khử dục tâm là một loại thuốc. Dục là dục vọng, mọi người đều có dục vọng. Nếu chẳng có dục vọng, quý vị chẳng sanh trong nhân gian. Trong Phật pháp gọi cõi nhân gian là dục giới. Do vậy kẻ chẳng có dục sẽ chẳng đến dục giới, họ tới sắc giới và vô sắc giới. Đối với dục thì nên như thế nào? Càng nhạt bớt càng tốt. Dục vọng trọng yếu của con người là cuộc sống. Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta mà biểu diễn. Ngày ăn một bữa, tối nghỉ với cội cây. Đúng là
giảm dục vọng đến mức độ thấp nhất. Dân giữ bất động, suốt đời chẳng thay đổi. Giảng kinh giáo học 49 năm, 79 tuổi viên tịch trong rừng, chẳng phải là trong nhà. Quay quần bầu bạn với thiên nhiên, lúc phân chia bèn nhường nhịn, không tăng trưởng đạo nghĩa, là một loại thuốc hay lắm. Đặc biệt là đối với tài vật, khi phân chia tài vật hãy nên lùi bước nhượng bộ, chẳng cần phải tranh giành. Hiện thời chúng ta thấy rất nhiều người già cả qua đời, con cái đông đảo, anh em chị em chia chác gia tài, thường lôi nhau ra tòa. Đó là bất nghĩa. Lẽ nào chẳng có lỗi đối với người già? Người già nếu trông thấy tình cảnh ấy, lẽ đâu chẳng đau lòng? Cổ nhân từ nhỏ đã hưởng sự giáo dục tốt đẹp, giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả. Khi chia gia tài, ai nấy đều khiêm nhường, đều mong người khác được nhiều hơn một chút. Chính mình được ít hơn một chút, tuy ở riêng vẫn là thân tình, vĩnh viễn đoàn kết với nhau, tốt đẹp thay. Do vậy cổ nhân khi phân chia tài sản chẳng tham tài, cố sao cho anh chị em ruột thịt của mình đều được chăm sóc tốt đẹp. Ai có năng lực mạnh mẽ thì tài sản chia phần ít hơn một chút. Họ có năng lực làm việc mà. Kẻ năng lực kém cỏi thì mong chia cho họ nhiều hơn một chút. Họ có đạo nghĩa, có tâm yêu thương, chiếu cố lẫn nhau, đó là đúng. Chẳng lấy thứ gì phi phận là một loại thuốc. Phi phận là gì? Thứ gì chẳng nên lấy thì quyết định chớ nên lấy. Tiền tài phi phận cũng gọi là tiền tài bất nghĩa. Nếu quý vị tham lam những thứ ấy thì sẽ gặp tai nạn. Trước mắt chẳng thấy tai nạn, nhưng đã gieo gốc quả. Nói theo luật nhân quả, hiện thời do quý vị có phước nên tuy đã gieo những nhân ác ý, nhưng chẳng có quả báo trong hiện tiền. Đợi đến khi quý vị hưởng hết phước, tai nạn liền hiện tiền.
Nói thật ra ai nấy đều có oán thân trái chủ. Oán thân trái chủ do đâu mà có? Kế từ trong đời quá khứ. Nay chúng ta chẳng nhớ, họ chẳng bỏ đi, cứ theo sau ta. Đối với những tạo tác trong một đời, Phật Pháp đã cảnh báo rất nhiều, rất nghiêm trọng. Quý vị ăn người khác 8 lượng, trong tương lai phải đền trả nửa cân. Chúng ta ăn thịt chẳng thể không gánh trách nhiệm nhân quả, nhất là chính mình giết chóc. Động vật bị giết cũng là một cái mạng, nó có cam tâm tình nguyện cúng dường thịt nó cho quý vị hay chăng? Chẳng có chuyện cam tâm tình nguyện. Nếu chẳng có cam tâm, chẳng tình nguyện, nó có thể nào chẳng có tâm báo thù ư? Chúng tôi đã từng thấy, thuở bé tôi sống ở nông thôn, nhà nông nuôi dưỡng gia súc, nuôi gà, nuôi lợn là con vật thông thường nhất. Quý vị thấy Tết đến giết gà, gà có tình nguyện hay không? Nó chạy lung tung, chạy trôi chết. Khi giết lợn, quý vị nói xem có phải là tiếng lợn rú rất thảm thiết, rất đáng thương? Đó là gì? Chẳng hiểu nhân quả báo ứng, làm những chuyện xuẩn ngốc. Đức Phật biết chúng sanh chẳng bỏ ăn thịt được, vì thế khuyên kẻ khác hãy ăn 3 thứ tịnh nhục. Đó là chuyện bất đắc dĩ. 3 tịnh nhục nghĩa là gì? Chẳng thấy giết, tức là khi con lợn ấy bị giết ta chẳng trông thấy, cũng chẳng nghe tiếng nó kêu. Thứ ba là chẳng phải vì ta mà giết. Đó là 3 tịnh nhục. Chúng ta ra chợ mua về đều thuộc loại 3 tịnh nhục. Trọn chẳng do chính ta hay ta sai người khác giết mổ. Thời cổ người đọc sách ở Trung Quốc thường nói: văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục. Tức là khi nghe nó bị giết, nghe âm thanh kêu gào thê thảm của nó, nỡ lòng nào làm thịt nó? Vì thế chẳng lấy thứ gì quá phận là một món thuốc. Đó là điều nên làm. Đối với tài vật trái phận đều chớ nên tùy tiện chiếm lấy, cho đến khống chế đều chớ nên. Câu tiếp theo là: tuy ghét nhưng vẫn thương yêu là một loại thuốc. À,
tuy ghét kẻ ấy, chán ngán họ, nhưng vẫn yêu thương kẻ ấy. Đó là tâm từ bi, tâm thương xót. Một người chẳng được người khác ưa thích thì trong ý có nhiều nhân tố. Quan trọng nhất là nghiệp báo. Nghiệp báo đã tạo rồi, thì người hiểu rõ, người có tu dưỡng phải biết tha thứ. Phàm những kẻ trong xã hội chẳng được người khác giúp đỡ là vì không khiến cho người khác ưa thích. Do vậy, người thật sự nhân từ trông thấy không đành lòng, vẫn thương xót họ, giúp đỡ họ, chăm sóc họ. Đó là đức hạnh. Người bình phàm chúng ta thường nói, là tích đức rất trọng yếu, phải biết học tập. Thiên sắc ý có thể nói là bổ sung cho cảm ứng thiên. Khiến cho cảm ứng thiên càng viên mãn. Chúng ta tu học sẽ được lợi ích chân thật. Trong thiên gian từ ý, đối với câu dục trị chư bệnh, đương bị chủng 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 dược. Trong sách Hội Sơ đã được cụ Hoàng Niệm Tổ trích dẫn ở đây. Chúng tôi đọc thiên văn chương này của Thái Thượng Lão Quân, bèn cảm xúc sâu đậm. Đối với những lời dạy của Lão Quân, chúng ta có thể dùng bài văn ấy để phản tỉnh. Chúng ta có bệnh hay không? Lại xem tới 100 thứ bệnh do Ngài đã nói, chúng ta có hay không? Lại xem 100 loại thuốc, chúng ta có những thuốc ấy hay không? 100 loại thuốc ấy đều giúp cho thân tâm chúng ta khỏe mạnh, giúp chúng ta gia đình hạnh phúc. Công việc mỹ mãn, lợi ích quá nhiều. Hãy nên học tập. Phục tất cả ma quân là dùng phương pháp gì? Chính là niệm Phật. Ma quân là gì? Là tạp niệm. Phương pháp này tuyệt diệu, chúng ta phải giữ chặt nó. Bốn câu này trong kinh Đại Bi, bên dưới cụ Hoàng Niệm Tổ có chú giải đơn giản nhưng rất hay. Nên biết thiện căn là thân nhân, nhất tâm xưng niệm danh hiệu Phật là thiện căn. Thiện căn là thân nhân của thành Phật. Từ nhân được quả, trong quả lại có chủng tử. Chủng tử đó là nhân của đời sau. Nhân quả triển chuyển vô tận, mãi mãi không gián đoạn. Bởi thế, Bồ Tát đầy đủ chủng chủng diệu đức,
Những điều bên dưới nói đều là diệu đức của Bồ Tát. Chỉ có công đức chân thật này mới có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Câu đầu tiên nói: thôi phục nhất thiết ma quân. Thôi phục nghĩa là phá trừ, là hàng phục. Ma chính là tạp niệm, là chướng ngại. Trong kinh luận thường nói đến bốn loại ma. Trong bốn loại ma thì nghiêm trọng nhất là ma ngũ ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ ấm. Sắc là nhục thể. Có nhục thể, quý vị xem, quý vị chăm sóc nó phiền phức biết bao. Đây là đầy đọa bản thân. Bởi thế hàng phàm phu cấp cao không cần thân thể. Lão Tử chính là một ví dụ tốt. Ông nói: Ngô Hữu đại hoạn vị Ngô Hữu thân. Nếu không có thân tốt biết bao. Không có thân quá nhẹ nhàng. Thân này không có, nhưng vẫn còn thọ tưởng hành thức. Vô sắc giới thiên không có thân, nhưng vẫn có thọ tưởng hành thức. Chúng ta gọi nó là linh hồn. Đó vẫn là đầy đọa. Nếu thọ tưởng hành thức đều không có thì tốt biết bao. Thọ tưởng hành thức có thể không có được không? Có thể. Thành Phật sẽ không còn. Đem thọ tưởng hành thức hoàn nguyên. Hoàn nguyên là gì? Là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là tánh đức trong tự tánh vốn có. Khi mê liền biến thành thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức đem đến cho chúng ta sự dày vò. Chúng ta cảm thấy nhiều người sám hối, nội tâm rất đau khổ. Họ không phải từ nhục thể, không có ai đánh họ, không có ai đánh roi họ, nội tâm lại đau khổ như vậy. Đây chính là gì? Đó là ma của thọ tưởng hành thức trong ngũ ấm. Phiền não là ma, tưởng ma. Lại còn có thiên ma. Thiên ma chính là tai nạn từ bên ngoài đến. Ngày nay chúng ta nói là thảm họa tự nhiên, còn nhà Phật gọi là thiên ma. Dùng phương pháp gì để hàng phục bốn loại ma này? Một câu Di Đà thực sự có thể hàng phục, quả là vi diệu đến tột cùng. Bất luận là thảm họa về mặt tinh thần hay là về nhục thể, chỉ cần vừa tiếp xúc thì hoàn toàn buông bỏ được nó. Niệm lên một câu Phật hiệu, thật sự có thể giải quyết được nó. Vì sao vậy? Vì niệm câu Phật hiệu này, tự nhiên đạt được oai thần của Phật A-di-đà giá trị. Sức mạnh giá trị này lớn bao nhiêu? Nó hoàn toàn dựa vào tâm chân thành của chúng ta. Như Tổ sư Ấn Quang đã nói, một phần thành kính được một phần gia trì. 10 phần thành kính được 10 phần gia trì. 100 phần thành kính được 100 phần gia trì. Hoàn toàn thành tỷ lệ với tâm thành kính. Niệm Phật mà không có tâm thành kính không đạt được gia trì. Nhưng niệm vẫn tốt hơn là không. Hiệu quả của sự gia trì chính là không khởi vọng niệm. Đó là hiệu quả. Khi niệm Phật A-di-đà, bất luận là niệm thời gian dài bao nhiêu, đều không có chút tạp niệm nào. Đó chính là Phật lực gia trì. Trí Độ Luận nói: đoạt tuệ mạng, phá hoại đạo pháp công đức thiện bộ.
nên gọi là ma. Loại quỷ thần này có đại thần lực, có thể đối đầu khó dễ với người tu pháp xuất thế. Quần chúng của ma, quần chúng ở đây chính là quần chúng, còn gọi là ma quân. Đây là giải thích chữ ma. Có ma hoàn toàn không phải giả. Thông thường chúng ta nói yêu ma quỷ quái. Nó ở đâu? Nó ở ngay xung quanh chúng ta. Chính là những nhân vật xung quanh mà chúng ta thường tiếp cận. Làm sao mà biết được? Quý vị thử nghĩ xem, trong kinh Đức Thế Tôn dạy về bốn loại duyên giữa con cái và cha mẹ. Quý vị thử nghĩ xem bốn loại duyên này là tính chất gì? Là báo ân, báo oán, đòi nợ hay là trả nợ? Đặc biệt là thân tình khó đoạn. Điều đầu tiên của ma chướng chính là tình thân. Quý vị không thể tự tại, không thể được tâm thanh tịnh. Quý vị thường nhớ nhung thấp thỏm, không nhớ gì đến Phật. Đáng lý phải nhớ niệm Phật, phải nghĩ đến Phật, thì quý vị lại nhớ đến người nhà của mình là coi như xong. Nhớ nhung người nhà là trầm luân trong lục đạo. Bị như thế nào? Là đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo. Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ chính là làm những điều này. Quý vị vô cùng thân thiết đối với họ, nhưng lại rất xa lạ với Phật A-di-đà. Đó là người ngoài, không để trong lòng, nên quý vị không thể vãng sanh được. Phật A-di-đà ngày ngày hy vọng quý vị đến thế giới cực lạc. Quý vị cũng có ý này, nhưng quý vị đã đi sai. Quý vị chấp trước tình thân. Tình thân là đại ma thứ nhất. Vì nó chướng ngại chúng ta tu hành vãng sanh tịnh độ. Nó đến làm khó, chống lại, nghĩa là không để quý vị vãng sanh. Tóm lại mà nói, phải nhận thức người chúng ta thích là ma, mà người chúng ta ghét cũng là ma. Ghét là gì? Tức khiến quý vị sanh tâm sân hận. Tâm sân hận khiến quý vị đọa địa ngục. Quý vị xem, họ kéo quý vị vào địa ngục đấy. Người quý vị yêu thích khiến quý vị sanh tâm hoan hỷ, tâm tham luyến, họ kéo quý vị vào đường ngạ quỷ. Tham sân si là ngạ quỷ, súc sanh địa ngục, họ không lôi kéo quý vị vào nơi tốt đẹp, mà lôi kéo quý vị vào chỗ xấu xa nhất. Nên vấn đề này chỉ có người thật sự học Phật mới hiểu được. Họ mới có cảnh giác cao độ. Ý niệm này vừa khởi lên, cổ nhân nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm vừa khởi lên, lập tức đổi thành A-di-đà Phật. Hai câu này của cổ nhân rất hay. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác là gì? Luôn niệm câu Phật hiệu này chính là giác ngộ. Nhớ niệm tham luyến ân oán đó, tức là ma. Bất luận là ai cũng phải biết điều này. Tôi thường chỉ cho các bạn đồng học một phương pháp tốt, là xem tất cả mọi người đều là Phật A-di-đà. Người thân là Phật A-di-đà, mà oan gia cũng là Phật A-di-đà.
nhìn thấy đều là Phật A-di-đà, không sanh tham luyến, không sanh sân nhuế. Phương pháp này rất hay. Nếu dùng phương pháp này thuần thục, phải như thế nào? Chỗ xa lạ chuyển thành quen thuộc, chỗ quen thuộc chuyển thành xa lạ, công phu sẽ đắc lực. Công phu đắc lực thì sanh tử tự tại. Thế gian này nhân quả báo ứng rất nhanh. Rất rõ ràng. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh quan sát, đều có thể thấy được. Người nông nổi không thấy được. Tâm địa thanh tịnh đều nhìn thấy. Quả báo ở ngay trước mắt. Quả thật là thiện có thiện quả, ác có ác báo. Thôi phục nhất thiết ma quân. Vấn đề này, trong khi giảng dạy chúng tôi đã nói rất nhiều. Nguyên tắc chung chính là thuận cảnh không khởi tham luyến, nghịch cảnh không sanh sân nhuế. Thuận cảnh khởi tham luyến, đọa vào đường ngạ quỷ. Nếu quá đáng sẽ biến thành đường địa ngục. Trong nghịch cảnh sanh sân nhuế. Điều này rất dễ. Toàn bộ đều đọa vào địa ngục không biết lúc nào. Bởi vậy, gặp thuận cảnh chúng ta cảm ơn, gặp nghịch cảnh cũng cảm ơn. Vì sao vậy? Vì nó đến thử thách quý vị, xem công phu tu hành của quý vị đã đủ chưa? Có nhẫn được không? Không nhẫn được thì xong rồi. Đời này quý vị không thể thành tựu. Phải đi về đâu thì quý vị sẽ đi về đó. Thật sự có công phu thì ma sẽ bị đẩy lùi. Đức Thế Tôn đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy. Trong nhiều kiếp quá khứ, Ngài tu hành Bồ Tát Đạo, tu hành nhẫn nhục, gặp được vua Ca Lợi. Câu chuyện này trong kinh Đại Bát Niết Bàn đã ghi chép rất tường tận. Kinh Kim Cang chỉ nhắc đến một ít. Vua Ca Lợi cắt bỏ thân thể đã nhắc đến câu này. Nói tỉ mỉ là trong kinh Đại Niết Bàn. Điều này thông thường chúng ta nói là vô cùng nhục nhã. Tâm của nhẫn nhục thiên nhân tốt, tâm thiện, hành thiện, vô duyên vô cớ chịu nhẫn nhục, lăng trì xử tử. Bất cứ ai cũng không thể chịu đựng được. Không ngờ Ngài hoàn toàn tiếp nhận, không hề có chút oán hận nào. Cho đến khi Ngài mãn chung, sau cùng Ngài còn nói với vua Ca Lợi: sau khi tôi thành Phật, người đầu tiên tôi độ là ông. Lời của Ngài đã thực hiện. Đức Thế Tôn khi thành Phật, người đầu tiên được độ chính là Tôn giả Kiều Trần Như. Tôn giả Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi năm đó. Còn Đức Thế Tôn chính là nhẫn nhục tiên nhân. Chúng ta đạt được khai thị này,
hiểu rõ chân tướng sự thật. Người khuỷ bán tôi, cảm ơn họ. Người khuỷ nhục tôi, cảm ơn họ. Người chiếm lợi ích của tôi, hại tôi, lừa gạt tôi cảm kích họ, nghĩ rằng mình đang trả nợ. Người hãm hại tôi, dù hãm hại đến tột cùng, tôi vẫn cảm kích. Ngày nay, người chướng ngại quý vị. Chướng ngại quý vị rõ ràng nhất chính là danh lợi. Tôi không cần danh, buông bỏ danh thì họ không cách nào phá hoại được. Đây gọi là hàng phục lợi. Người xuất gia nhiều Phật tử, nhiều người khen ngợi cúng dường. Nếu họ đặt chuyện sinh sự, sẽ đẩy tất cả những người này rời xa. Họ cho rằng thầy mình không phải là người tu hành chân chánh, ông chỉ làm bộ làm dáng gạt chúng ta. Tôi không cần danh, tôi cũng không cần lợi, tôi cũng không cần khen ngợi, tôi cũng không cần người cúng dường. Vậy thì mà hết cách. Chỉ cần có phân biệt chấp trước thì ma liền có được cơ hội. Nếu buông bỏ tất cả phân biệt chấp trước xuống, ma đối với quý vị không còn cách nào khác. Đến sau cùng sẽ sát hại, sát hại cũng cảm ơn quý vị, giống như nhẫn nhục tiên nhân vậy, thì ma cũng đành chịu. Mềm mỏng khắc phục can cường. Đức lớn của nhu hòa nhẫn nhục có thể thành tựu vô lượng công đức. Không nhẫn được là thất bại thê thảm. Trong xã hội hiện nay, thường nghĩ đến nhẫn nhục thiên nhân biểu diễn cho chúng ta thấy. Chúng ta phải lãnh hội một cách sâu sắc. Vì sao vậy? Vì trên đường đạo Bồ Đề chúng ta sẽ gặp một vài vấn đề. Cũng có thể gặp rất nhiều lần. Chư Phật Bồ Tát từ lâu đã dạy chúng ta ứng phó cách nào rồi. Không chướng ngại, chúng ta tu hành. Không chướng ngại, chúng ta cầu sanh tịnh độ. Không chướng ngại, chúng ta thân cận Phật A-di-đà. Thế nên suốt đời phải nắm chắc việc niệm Phật này. Không cho ta niệm Phật, không cho ta mở miệng, vậy thì mặc niệm trong tâm. Họ có thể quản lý được bên ngoài của ta, nhưng không quản được nội tâm ta. Thảm họa càng nghiêm trọng thì thành tựu càng thù thắng. Thảm họa càng bức bách thì thành tựu càng nhanh chóng. Thế nên mọi thứ ngăn trở trước mắt không phải là việc xấu. Đối với người tu hành chân chánh mà nói, thì đó là một cơ duyên rất khó được. Vì sao? Vì nó khiến chúng ta nhanh chóng thành tựu. Đây là thử thách sau cùng, đề thi vô cùng nghiêm khắc. Không thông qua sẽ đọa lạc, thông qua thì cảnh giới liền được nâng cao. Đọa nhanh mà lên cũng rất nhanh. Nhận được, hiểu lý lẽ, tâm địa thanh tịnh, tâm địa có trí tuệ, chắc chắn vượt qua. Phàm phu là nghiệp lực. Đây nghĩa là có thọ mạng. Thọ mạng đến
bác sĩ cũng vô dụng. Bác sĩ giỏi đến đâu, họ có thể trị bệnh, không thể trị mệnh. Nếu bác sĩ giỏi, người này thọ mạng đến, Diêm Vương sai quỷ vô thường đến bắt họ, bác sĩ kéo dài thọ mạng cho họ, như vậy Diêm Vương không phải là kẻ ngốc ư? Không có chuyện đó. Ngạn ngữ có câu: Diêm Vương bảo người canh ba chết, không dám lưu lại đến canh năm, kéo dài thêm hai canh cũng không được. Đây nghĩa là thỏa mãn và tật bệnh là hai vấn đề. Trong lúc bệnh, bác sĩ dùng sai thuốc cũng có thể khiến quý vị mất mạng. Nếu quý vị còn thọ mạng, vẫn có thể cứu sống như thường. Thọ mạng đến thì hết cách, không thể cứu sống. Người học Phật phải hiểu đạo lý này. Chúng ta ở thế gian này, việc cấp bách đầu tiên là niệm Phật. Thân thị tố có ưu điểm, không bệnh mà chết. Khi chết không sanh bệnh. Bệnh này trong Phật Pháp nói có ba nhân duyên. Thứ nhất là bệnh về sinh lý. Bệnh này nhất định phải khám bác sĩ. Bác sĩ có thể chữa bệnh về sinh lý. Thứ hai là bệnh nghiệp chướng. Oán thân trái chủ tìm đến muốn trả thù quý vị. Trong quá khứ quý vị giết họ, bây giờ họ đến đòi mạng, muốn đến báo thù. Tình hình này rất nhiều. Bệnh này bác sĩ không trị được. Đây là oan nghiệp, không phải bệnh sinh lý. Bệnh này phải giải. Oán thân trái chủ chấp nhận giải, họ sẽ ra đi. Họ đi, bệnh quý vị lập tức lành. Loại thứ ba là bệnh túc nghiệp, là tội nghiệp tạo từ trong quá khứ đến nay. Bệnh này phiền phức nhất. Không phải sinh lý, cũng không phải oán thân trái chủ, là do chính mình tạo nghiệp tích lũy mà thành. Nhưng vẫn có thể cứu chữa. Thật sự sám hối, sám trừ nghiệp chướng, bệnh sẽ lành. Có ba nguyên nhân. Chúng ta phải khiến bản thân không sanh bệnh, phải hiểu điều này. Cuộc sống về sinh lý có quy củ, có thể giảm ít. Ăn uống có quy củ. Thứ hai là không kết oán thù với bất kỳ ai. Lúc nào cũng hóa giải đối lập với tất cả chúng sanh. Đừng tạo ra đối lập. Họ đối lập với ta không đối lập với họ thì sự đối lập này không thể thành. Thành lập nhất định là song phương. Quý vị đơn phương không đối lập với người khác, nó sẽ không thể thành lập.
phải có tâm từ bi, phải có lòng yêu thương. Thường thường nghĩ đến giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, gọi là tâm đại từ bi, hóa giải oan nghiệp. Thứ ba là khởi tâm đồng niệm, thuần tịnh thuần thiện, hóa giải tất cả nghiệp chướng quá khứ và hiện tại. Điều này có thể hóa giải tội nghiệp. Thân thể chúng ta sẽ không sanh bệnh. Trong kinh điển nói ba loại nhân bệnh. Nói rất có lý. Vậy thì tất cả pháp không rời tự tánh. Trong kinh điển Đức Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta toàn thể vũ trụ là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh điều này. Chứng thực là thật, không phải giả. Từ đó cho thấy, tu hành là tu điều gì? Khi ta thật sự hiểu rõ mới biết, tu hành là tu tâm mà thôi. Chỉ cần tâm chánh, không có gì không chánh. Nếu tâm ta lập tức xảy ra vấn đề, tâm không được lệch lạc, tâm không được tà ngụy. Tất cả lành dữ họa phước không cần đi hỏi người khác. Quý vị xem ý nghĩa này hay biết bao. Bồ Tát Pháp Tạng hỏi Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Thế Gian Tự Tại Vương Phật trả lời như thế nào? Ông hỏi bản thân ông. Ông tự tư duy, ông tự nên biết, ông nên tự nhiếp. Quý vị xem hoàn toàn ở chính bản thân Ngài. Đức Phật không dạy Ngài, đây chính là chân thật dạy Ngài. Nếu quý vị hỏi việc lớn sanh tử, muốn hỏi lành dữ hòa phước, đời sau ta đi về đâu, Đức Phật sẽ nói hỏi bản thân quý vị. Bản thân quý vị khởi ý niệm gì? Hỏi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của quý vị sẽ hoàn toàn minh bạch. Đức Phật trả lời chính là ý này. Chúng sanh trong mười pháp giới, tất cả đều là tự làm, tự chịu. Không được trách người. Trách người khác là có tội. Không ai dạy quý vị. Thánh hiền nhân dạy quý vị làm thiện. Yêu ma quỷ quái dạy quý vị làm ác. Họ dạy quý vị không tiếp nhận. Không sao. Họ dạy quý vị tiếp thu. Phật Bồ Tát dạy chúng ta hành thiện, chúng ta tiếp thu, diệt tục. Yêu ma quỷ quái dạy chúng ta làm việc xấu, chúng ta không đồng ý. Không sao. Chúng ta tiếp nhận, quý vị tự làm, tự chịu. Tuy họ dạy quý vị nhưng không thể ép buộc quý vị làm. Cho nên vẫn là tự mình phải chịu trách nhiệm. Phật Bồ Tát khuyên quý vị làm thiện, quý vị tu thiện rất tốt. Phật Bồ Tát không bắt chúng ta cảm ơn. Vì sao? Vì tự quý vị làm. Quý vị không tự làm, Phật Bồ Tát cũng không thể cưỡng bức được.
Phải hiểu đạo lý này. Bởi thế Phật Bồ Tát hóa độ chúng sanh không kể công. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh, sau cùng nói một câu, thật sự không có chúng sanh được độ. Họ được độ là việc của chính họ, họ chịu tu tập, chính họ độ họ. Phật Bồ Tát nói lời chân thật. Các ngài chỉ khuyên mọi người, tự quý vị giác ngộ, quý vị tự quay đầu, tự quý vị hành thiện, tự quý vị đoạn ác, tự quý vị thành tựu, toàn là tự quý vị. Nếu Bồ Tát có thể cưỡng bức chúng ta làm theo, không phải mỗi người chúng ta đều không thể thành Phật. Họ không thể bức ép chúng ta, bởi vì trách nhiệm phải tự mình gánh vác, không được đùn đẩy cho Phật Bồ Tát.